Xin chào các bạn và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong nội dung bài học số 2, đặc điểm dân cư xã hội châu Âu. Trước khi vào bài học mới ngày hôm nay, để có thêm nhiều bài giảng tham khảo đồng thời nhanh chóng tiếp cận với những bài giảng mới, các bạn và các em hãy đánh từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông lên thanh tìm kiếm của trang YouTube. Tại đây hãy nhấn nút đăng ký. Trên kênh sẽ có rất nhiều các bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản khác nhau để chúng ta cùng tham khảo. Sau đây chúng ta cùng quay trở lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Để thuận tiện cho việc theo dõi bài giảng, các em hãy mở sách giáo khoa trang 92 của bộ sách Cánh Diều. Đồng thời nên chuẩn bị vở để ghi chép lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Chúng ta hãy cùng quan sát lên trên màn hình. Ở đây cô có một bức tranh, các bạn hãy đoán xem bức tranh này được có tên như thế nào. Chúng ta hãy thử suy nghĩ để đặt tên cho bức tranh. Thì chúng ta nhìn thấy là ở trên cái bức tranh này, nó có chia thành 3 phân tầng. Ở cao nhất thì đó là hình ảnh của những người già. Đến tầng thứ 2 thì chúng ta thấy đó là những người trưởng thành đi làm. Và ở tầng thấp nhất thứ 3 thì đó là ở lứa tuổi trẻ em. Thế thì chúng ta quan sát ở đây thì chúng ta cũng suy nghĩ đoán ra được là đây là thể hiện 3 cái mức độ về độ tuổi này. Hay là nói cách khác thì ngụ ý của bức tranh này tức là nói về 3 lứa tuổi của cơ cấu lao động chia theo nhóm tuổi, đó là nhóm tuổi dưới độ tuổi lao động tức là dưới 15 tuổi. Thứ hai là nhóm tuổi từ 15 đến 59 tuổi, đó là nhóm tuổi trong độ tuổi lao động. Và nhóm tuổi thứ ba là trên 65 tuổi, là nhóm tuổi trên độ tuổi lao động. Vậy ở châu Âu thì sẽ mang những đặc điểm như thế nào về dân cư xã hội thì sẽ được chúng ta tìm hiểu trong nội dung bài học ngày hôm nay. Trong bài học ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ cần phải trình bày được đặc điểm cơ bản của cơ cấu dân cư, di dân và đô thị hóa ở châu Âu. Thứ hai đó là giải thích được các hiện tượng và quá trình địa lý dân cư, xã hội, phân tích được bảng số liệu về dân cư, đọc được các bản đồ tỷ lệ dân đô thị và một số đô thị ở châu Âu trong năm 2020, hay là biết tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu về dân cư được học này, về xu hướng phát triển trên thế giới và trong nước, biết liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn, biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc cặp đôi. Và chúng ta cần phải có một cái phẩm chất đó là yêu khoa học, biết khám phá và tìm hiểu các vấn đề về xã hội. Và trong nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về 3 nội dung chính, đó là đặc điểm cơ cấu dân cư này, đặc điểm di cư và đặc điểm đô thị hóa, sẽ được chúng ta tìm hiểu trong 2 tiết học. Tiết học số 1, cô sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về đặc điểm cơ cấu dân cư và đặc điểm di cư. Và tiết học số 3, chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm của đô thị hóa. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đặc điểm cơ cấu dân cư của châu Âu. Thì các bạn hãy quan sát lên trên màn hình. Cô có bảng số liệu về dân số các châu lục năm 2020. Thì các bạn hãy cho cô biết số dân của châu Âu trong năm 2020 là bao nhiêu, và hãy so sánh số dân của châu Âu với các cái châu lục khác trong năm 2020. Thế chúng ta thấy qua bảng số liệu thì chúng ta thấy được châu Âu có số dân là 747 triệu người năm 2020. Và số dân này thì châu Âu có số dân đứng thứ 4 trong số 5 châu lục, thấp hơn châu Á, châu Phi, châu Mỹ và chỉ cao hơn châu Đại Dương. Thứ hai, các bạn quan sát lên trên bảng 1, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và 2020. Thì ở đây có 3 cái nhóm tuổi từ 0 đến 14 này, 15 đến 64 và từ 65 tuổi trở lên. Thì có 2 năm thì chúng ta hãy quan sát xem cái cơ cấu nhóm tuổi này thay đổi như thế nào. Chúng ta thấy là cơ cấu nhóm tuổi thì đang có cái sự thay đổi theo hướng già hóa. Tỷ lệ người dưới 15 tuổi thấp và có cái xu hướng giảm từ 20,5% năm 1990, giảm xuống còn 16,1% năm 2020. Và nhóm tuổi
Người từ 65 tuổi trở lên thì cao và đang có xu hướng ngày càng tăng, từ 12,6% năm 1990 tăng lên 19,1% năm 2020. Tăng lên rất là nhanh, và nhóm tuổi 15 đến 64 tuổi thì vẫn chiếm phần lớn dân số, nhưng mà nhóm tuổi này thì cũng đang có xu hướng giảm dần khi từ 66,9% năm 1990 giảm xuống còn 64,8% năm 2020. Thì đó chính là cái xu hướng thay đổi về nhóm tuổi của dân cư ở châu. Thứ hai, các bạn có thể quan sát ở trên này, cô có hình 2.1, đó là hình ảnh về tháp dân số của châu Âu năm 1990 và năm 2019. Thì các bạn có thể thấy được là về từng nhóm tuổi thì sẽ được ký hiệu bằng các cái nền màu khác nhau. Màu vàng sẽ là từ nhóm tuổi 0 đến 14 tuổi, màu xanh là 15 đến 59 tuổi và 54 tuổi. Và màu hồng sẽ là nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên. Và đồng thời ở đây cũng sẽ chia ra thành giới là nam và nữ. Thì các bạn quan sát lên trên hai cái tháp dân số này thì chúng ta hãy đưa ra nhận xét. Thì chúng ta thấy là ở các quốc gia ở châu Âu thì có tình trạng mất cân bằng giới tính với số dân nữ nhiều hơn nam. Các bạn thấy ở bên cột bên phải luôn lớn hơn cột bên trái. Và năm 1990 thì tỷ lệ nữ đạt 51,9%, tỷ lệ nam là 48,1%. Nhưng đến năm 2020 thì tỷ lệ nữ là 51,7%, tỷ lệ nam là 48,3%. Tiếp theo các bạn hãy đọc thông tin trong sách giáo khoa và cho cô biết thêm về trình độ học vấn của dân cư ở châu Âu. Thì chúng ta thấy được là dân cư châu Âu thì ở đây là một khu vực có trình độ học vấn cao này. Và từ đó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến năng suất lao động ở châu Âu. Trong năm 2020 thì số năm đi học bình quân của người trên 25 tuổi ở châu Âu là 11,85% và nó thuộc hàng cao nhất ở trên thế giới. Thì đó là một số thông tin về trình độ học vấn của châu Âu. Từ đó chúng ta rút ra các kết luận về đặc điểm cơ cấu dân cư. Các bạn có thể nhanh chóng ghi chép vào trong vở để sử dụng làm tư liệu học bài. Đó là số dân châu Âu năm 2020 là 747 triệu người, đứng thứ tư trên thế giới sau châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Châu Âu có cơ cấu dân số già và châu Âu có tình trạng mất cân bằng giới tính và dân cư châu Âu thì có trình độ học vấn cao. Thứ hai, chúng ta sẽ đến với một cái đặc điểm khác về dân cư xã hội của châu Âu, mà đây là một cái vấn nạn cũng tương đối là lớn, đó chính là đặc điểm di cư. Thì các bạn hãy dựa vào bảng thuật ngữ ở trong sách giáo khoa, hãy cho cô biết khái niệm thế nào là di cư. Di cư ở đây, hay còn gọi là di dân, thì đó chính là cái sự di chuyển dân cư trong nội bộ quốc gia, có thể là từ nông thôn ra thành thị, hay ngược lại từ thành thị về nông thôn, hoặc từ vùng này sang vùng khác, hoặc là từ nước này sang nước khác thì sẽ được gọi là di dân quốc tế. Và đặc điểm di cư ở châu Âu thì đó là đây là một cái khu vực nhập cư, là một trong những cái nguyên nhân quan trọng khiến châu Âu là một châu lục đông dân từ thời cổ đại xa xưa. Và từ đầu thế kỷ số 20 đến thế kỷ 21 thì số lượng người từ các châu lục khu vực khác nhập cư đến châu Âu ngày càng nhiều. Năm 2019 thì châu Âu tiếp nhận khoảng 82 triệu người di cư quốc tế và di cư trong nội bộ châu Âu thì ngày càng gia tăng và có ảnh hưởng lớn đến dân số của các quốc gia. Bởi vì là châu Âu các bạn thấy đây là những cái quốc gia có nền kinh tế rất là phát triển, nơi có địa điểm và có những cái phúc lợi tương đối là tốt dành cho dân cư. Vì thế nên các quốc gia ví dụ như ở khu vực châu Âu này, những mà nơi thường xuyên xảy ra chiến tranh này, nạn đói này, người ta sẵn sàng vượt biển để di cư, mong tìm kiếm cơ hội sống, cơ hội làm việc, sinh sống tại các quốc gia ở châu Âu. Cho nên là cái tình trạng nhập cư ngày càng nhiều. Và đây cũng là một gánh nặng lớn đến các quốc gia tại châu Âu. Bởi vì khi có người nhập cư đến thì người châu Âu cần phải giải quyết các vấn đề về việc làm, về nhà ở, về phúc lợi xã hội, đồng thời cũng gây áp lực lớn đến môi trường sống của chúng ta nữa. Thì đấy là cái tình trạng nhập cư và di cư tại khu vực châu Âu. Thì các bạn có thể nhanh chóng ghi chép phần nội dung này vào trong vở của chúng ta.
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật nội dung và các bài học mới nhé.